Hello, xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bán hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em một cục đẩy hàng nồi của Mỹ. Con này sẽ đến từ thương hiệu của WSC và tên model là USA 400. Đây là một cục đẩy mà nhắm đến phân khúc tầm trung thôi anh em ạ. Nhưng mà con này sẽ được trang bị cấu hình và nó là rất là tốt để phục vụ cho anh em nhu cầu nghe nhạc hoặc là karaoke, rất là thoải mái. Đây, mời anh em cùng xem qua và thông số cấu hình của sản phẩm. Ở đây sẽ là tem với sản phẩm USC. Con này là hàng chuẩn Made in USA, model USA 400, công suất ở mỗi channel là 200W, và con này sẽ là điện 220 hoặc 240V, vì con này là hàng xuất và thị trường của châu Âu nha anh em. Đây này, đạt chứng chỉ CE, là một cái chứng chỉ của châu Âu anh em ạ. Nên nó sẽ có điện 220 hoặc 240V. Đây là một dòng điện rất là tốt, nếu mà anh em mua về anh em cắm trực tiếp vào nguồn điện ở nhà xài thôi, nhưng mà không cần phải qua ổ áp, đỡ tốn thêm một số chi phí mà mua ổ áp nha anh em. Sản phẩm mình sẽ trang bị cho hệ thống là 4 cặp loa nha anh em. Con này cấu hình rất là tốt, anh em có thể thoải mái mà chơi 2 cặp 3 tấc rất ok. Anh em có thể xỏ dây ở cái lỗ phía trên, anh em cắm đầu bắt chuối ok. Còn bên đây sản phẩm này sẽ trang bị là 2 volume nha anh em, 2 channel. Và bên dưới là các cổng kết nối tiếng Nhật cùng vào, thì anh em có thể cắm qua hai cái jack 6 ly, cắm qua cái lỗ bên này, và Nhật tặng luôn cho anh em hai cái jack chuyển 6 ly ra AV luôn, để cho anh em có thể dễ dàng mà chơi. Còn về nội thất ở bên trong của WSC USA 400 thì sản phẩm thì sẽ trang bị chúng ta tổng cộng là 8 con sò sắt của Mexico nha anh em. Rất là nhiều tụ độc nguồn và một tăng phô và rất là lớn nha anh em. Với cấu hình của con này thì anh em biết đấy, sò sắt thì nó cho khả năng khuếch đại âm thanh và chất âm thì phải nói là bùng nổ hơn rất là nhiều so với những dòng sản phẩm mà chạy sò than anh em ạ. Và bây giờ Nhật sẽ test luôn về khả năng khuếch đại âm thanh cũng như về chất âm của WSC USA 400 mời anh em. Và hiện tại thì Nhật đã cắm cả dây loa và cả dây AV của sản phẩm. Trên loa thì mình đang kết nối với cặp loa của JBL nha anh em. Đây là loa 4 tấc và có chiếc kèn. Đây, mời anh em. Rất là lực anh em ạ. Thank you.
năng mà boom âm của USA 400 thì phải nói là quá là tốt của anh em à. Anh em thấy là mình đang chơi với cặp loa rất là khủng, nhưng mà con này thì mới phải cho âm bass nghe căng đét của anh em à. Chép nghe lãng sảng, nghe rất là thích tai của anh em. Đối với thương hiệu của USA thì những dòng USA có thể nói là một trong những dòng mà cho khả năng mà bùng nổ thích âm thì phải nói là tốt nhất luôn em à. Nói chung về con này thì quá hay, giá lại quá rẻ. Rồi anh em thấy sao về sức mạnh cái cục đẩy này thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu anh em thấy video hữu ích thì anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới.